Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là thân thể ta bị các ngươi mà phó cho. Hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là sự giao ước mới trong huyết ta. Để khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện, nhất là trong đoàn anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này người khác phải tiếp đãi nhau chớ có cằn nhằn. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trong nhận biết ý muốn của Chúa và cả nguyện năng của Chúa. Không biết bây giờ một người thiếu cầu nguyện là một con người kiêu ngạo, bởi vì họ nghĩ rằng họ có thể giải quyết được mọi sự. Và chừng nào chúng ta hạ lòng trước mặt Chúa, chúng ta tìm kiếm Chúa, đều không phải chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin Chúa giải quyết cái chuyện này cho con đi, Chúa binh dịch con đi. Chúa là không, đừng có nói với Chúa, đến với Chúa là: Chúa ơi, Chúa là đấng con tin cậy, con nhiều hơn nơi Chúa, con tin cậy tất cả sự hướng dẫn từ nơi Chúa, tất cả giải pháp từ nơi Ngài. Con đặt lòng con đây Chúa. Quý vị sẽ thấy rằng mình có một cái sự bình an mà ông Phaolô nói trong thư Philip là sự bình an vượt quá sự suy tưởng của chúng ta, nó sẽ đến với tâm lòng. Và khi đó chúng ta mới bắt đầu bước ra. Điều thứ nhì, sứ đồ Peter nói với chúng ta: thứ nhất, hãy chuẩn bị chính mình. Thứ nhì, đây là điều quan trọng, rất quan trọng, đó là xây dựng mối thông công như thế. Ông nói trong câu 8, nhất là trong phòng anh em phải có lòng yêu thương sâu sắc. Nhất là có nghĩa là gì? Bạn nói anh mình above all, trên hết tất cả, ưu tiên tất cả, trên tất cả mọi sự luôn. Nó phải là tình yêu thương. Tình yêu thương là điều quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta, đặc biệt như sự cuối cùng của nhân vật này. Tình yêu thương nó phải đi trước mọi hành động khác. Tình yêu thương nó phải hướng dẫn mọi hành động khác. Tình yêu thương nó phải là động cơ cho mọi hành động khác. Ôi vậy ơi, chúng ta dừng lại đi. Chỉ có khoảng chừng 10% tín đồ làm việc, còn 90% còn lại không làm việc. Và quý vị biết, có một cái ân rất là lạ lùng, đó là người mà không làm là ưa nói lắm. Đó là ơn lạ lùng. Và quý vị muốn mất cái ơn lạ lùng này thì quý vị phải giữ phần thành công nghiệp Chúa. Chúa ban cho mình cái ơn là để giúp nhau, chứ Chúa không ban cho mình cái ơn để mình ngồi. Mà mấy người ngồi mà không làm là họ sáng suốt lắm nha, họ thấy đủ thứ. Chúng ta phải biết rằng cái điều chúng ta có là ơn Chúa cho mình. Thành ra quý vị ơi, chúng ta phải hầu việc nhau trong cái tinh thần biết ơn. Khi mà nhiều khi mà có những cái nơi có nhu cầu, tôi nói hội thánh tôi dâng hiến cho những cái nơi đó. Hội thánh tôi là một cái hội thánh mà họ rất là rời rạc trong việc dâng hiến. Họ rất là rời rạc, nói là họ dâng. Và tôi thường nói hội thánh, khi mà chúng ta dâng giúp cho một nơi nào đó, chúng ta suy nghĩ gì? Chúng ta có cảm ơn Chúa rằng Chúa cho con cái cơ hội để con giúp anh em mình. Cái điều thứ ba, cùng nhau phục vụ. Và cái điều cuối cùng, đó là chúng ta phải xác định cái mục tiêu tối hậu. Câu 11 nói rằng: hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jesus Christ, là đấng được vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Cuối cùng như vậy, làm cái gì thì làm, Đức Chúa Trời phải được ca ngợi, Chúa Giêsu phải được biết đến, ba ngôi Đức Chúa Trời phải được vinh hiển. Hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Please come and help each one of them. Holy Spirit, the gift of the praise from their life.
tôn trọng cuộc đời của họ, rồi sống một cái cuộc đời kết quả cho Chúa. Con thấy có những bạn trẻ tại nơi đây nữa, Chúa ơi, xin Chúa ở cùng với các cháu để rồi Chúa dạy dỗ, dạy khuyên các cháu, Chúa ban ơn, ban sức cho các cháu trong mọi sự. Chúa ở cùng với tất cả các anh chị em ở đây. Chúng con cũng cầu nguyện cho các hội thánh trong khu vực này để rồi các hội thánh sẽ tiếp tục nâng đỡ. Dạ, đã đem lại những chức lệ cho chúng tôi rất nhiều. Mình xin Chúa tiếp tục sử dụng mục sư. Rất là vui, cảm ơn quý vị đã được có cơ hội để nói lên lời cảm ơn cộng đồng của Chúa Linh. Đó là người hầu việc Chúa, cho nên luôn lúc nào trong đời sống của tôi cần có ba người. Thứ nhất là người thầy để dẫn dắt tôi đi trong chức vụ, thì ông bà Hồ Chí Linh là người mà đã giúp đỡ tôi rất là nhiều để vượt qua những chú chó trong trong cái công việc của Chúa. Thứ hai là những người bạn đồng lao, và thứ ba là những người mà được gắn kết với tôi trong hội thánh. Cho nên cảm ơn Chúa, Chúa dùng ông bà không những khích lệ trong hội thánh nhưng mà thấy thầy trẻ như tôi, như con cũng rất được may mắn, được phước, được vinh dự và gần gũi với ông bà. Cho nên thay mặt ban tổ chức gửi ông bà món quà. First, second, and third place. The first place would be $15 each, $10 each, and $5 each. Okay, so next year, if you enjoy more, you give a round of applause and then we get more money, okay? So, okay, with an honorable mention, okay? First honorable mention to group five. For 47 basketball hoops made in, okay? So they're the amount, the greatest amount. So, chơi bóng rổ được 47 trái nhiều cái net, okay? So now let's get to the real deal. So, third place. Okay, drum roll please. With 454, it is group six. If you're group six, please come up to receive your prize. Group six, group six. And a representative from group six, okay? As they're making their way, we will give another honorable mention to group one. They got 480 volleys in, okay? 482 volleys in, all right? So that was very close, and that's one of the highest numbers here. But, drum roll please, your winner from this sports tournament was group two. So group one, second place, group two, first place, okay? They had over 550 volleys, 559 volleys from volleyball. So group, do we have a group one representative and a group two representative? Nobody from group one? Group one, group one? Alrighty, and then group two? Anyone from group two? Group two, group two? Yes? Group one. Perfect. Give a round of applause. There's five people in each team, so go home and split the money, okay? Nếu Chúa chưa đi, quý vị sẽ tỉnh thức không? Quý vị sẽ trong đời Chúa không? Will we looking for the Jesus Christ return?
Will you? Waiting, awaking. Bây giờ chúng ta sẽ đứng dậy để đọc lại câu khẩu hiệu. Không biết quý vị. Hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các điều gì đến mọi các khả năng sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các điều gì đến mọi các khả năng sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Cảm ơn Chúa đã ban chúng ta một ngày tràn và xin Chúa tiếp tục ở cùng mỗi chúng ta để chúng ta tiếp tục trông chờ Chúa và chờ đợi Ngài. Nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, tôi tuyên bố cả 2023 đến đây sẽ chấm dứt. Hẹn gặp quý vị năm sau.